Dạ, em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Quốc Huyện Bắc Hà. Hôm nay em giới thiệu bác cô chú anh chị em với con cái tầm 1 tuổi này. Đốm lưỡi rất nhiều luôn, rất là đẹp luôn, khung vệ rất là cao nhé. Đây. Đấy, hôm rồi em lên cái video ở trên cái Zalo và Facebook của em ấy, là con ở trên bản em mới đưa nó về đấy. Đấy, hôm nay qua đưa nó về rồi nhưng mà hôm nay mới lên video cho mọi người xem, người ngắm. Người ngắm quan sát kỹ, con này rất là cao luôn. Con này cao phải hơn 60 ấy. Tầm cao hơn 60 này. Lông đuôi, lông lá đầu thụ rất là đẹp luôn. Đuôi cái bông lau cực dài luôn này. Đây. Đây. Cái đuôi này đang thay lông mọi người ạ. Đang thay lông gầy lắm. Ở nhà chuyên xích ở cái góc chuồng trâu. Đây cái phần lông đuôi này đang thay này. Đây này, đây này. Đây mọi người nhìn này. Đây. Okay. Lồng thay. Lồng thay. Nó tăng tầm khoảng 16 17 con cân con này. Con béo đẹp nó phải hơn 20 cân mọi người. Đây, nhìn cổ nó xích ra. Xích này. Nhìn cổ nó xích này, không bao giờ được thả đây này. Đây mọi người nhìn này. Cuốn hết phần lông này. Đấy. Đấy, cái phần lông lưng nó đang trổ ra rất là dài luôn. Thay lông xong rất là dài luôn, đầu thụ luôn. Đây cái đuôi này, ngày ngắm đuôi. Đấy, đuôi bồng lau rất đẹp luôn. Đấy. Đây, mình quan sát kỹ này. Con này hoa đang hiện tượng đang sưng mọi người ạ. Đang sưng, đây là cái bờm này, mọi người nhìn này. Nó rất là dài nhá, đây này. Nhưng mà khi xích nó nhiều quá này, nó cuồn hết, nó rụng hết lông chỗ này luôn. Đấy, đây. Đấy, nhìn này nó kỹ này. Chỗ này đây. Đấy, nhìn kỹ này. Nên tự nhiên cái phần chỗ này nó đã mất đi bao nhiêu lông rồi. Con này đỏ tuyền này. Khung đẹp chưa? Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Rất cao nhá, cao ráo. Đẹp, con này chưa đẻ nữa lao đâu mọi người ạ. Đây. Đây. Cô chú anh chị em nào ngắm mà cảm thấy quý yêu con này thì liên hệ em qua số điện thoại 0777 516 333, số điện thoại em ghi trên màn hình ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhìn này, lông đuôi phê thật đấy. Đuôi bông lau con này mà xong lông xong nha, thế các bác đẹp lắm ấy. Vậy nuôi chăm béo lên ấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con đực ở trong nó đang ngó nghiêng con đực, đuôi phê thật. Lưỡi đốm rất là nhiều luôn nhá. Thú cái thì quá đẹp để mọi người đưa về làm cửa cái để sinh sản. Đấy. Lâu lắm rồi trên bản em gần như tuyệt chủng rồi đấy. Đây, những con đỏ này chỉ hiếm lắm mới có, mới kiếm được nó. Săn bao lâu mới kiếm được nó mọi người ạ. Còn những màu khác thì hôm rồi em, đợt này em đi bán nhiều ấy, nên là bắt được mấy con cái. Đấy, còn hiện tại trại em là còn một cái trắng nữa thôi. Cái trắng hôm qua mới lên video mọi người ấy. Đấy, mọi người mà có nhu cầu có hai con kia và con này nhé. Còn con vện hôm qua em lên video thì là có khách bắt rồi. Nằm ấy. Xích hơi dài. Đấy, người nhìn quan sát kỹ đầu thụ nó kìa. Đấy. Đúng bản tiêu chuẩn luôn. Đầu thụ, mặt, mũi, tai. Đấy, mắt sâu. Màu rất đậm nha, cái mắt ấy. Màu tối. Đấy. Lông kia, cái bờm kia kìa. Cái bờm kia đáng nhẽ là nó phải dài ra nhưng mà xích nhiều quá nhưng mà bị cuốn hết phần lông đấy. Hạn chế bao nhiêu đi. Gầy lắm lưng này. Lưng toàn này, toàn xương luôn mọi người. Ok mọi người nhé. Em giới thiệu mọi người thế thôi. Bác nào có nhu cầu thì ở em qua số điện thoại em ghi trên màn hình ấy. Ok, chào mọi người nhé. Hẹn mọi người video sau nhé.